Rồi, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tép Âm Thanh. Hôm nay Nam Tép Âm Thanh sẽ giới thiệu các bác một cái lô micro mà có khả năng là hiện nay là nó là lớn nhất ở Việt Nam tại cái thời điểm này. Nó là tổng cộng nó là gần 70 bộ. Đây, toàn bộ các bác trước mặt các bác là BBS hàng 6 số cực kỳ đẹp. Nó gồm có hai model là U1680 và U5100Q. Thì đây là một cái lô micro mà khẳng định là Nam Tép dành rất chi là nhiều sức lực và tâm huyết về cái micro này. Nếu mà tại thời điểm này thằng khẳng định là không có lô micro nào mà ở trên chợ là lớn hơn lô này cả. Tại vì cái sao mà được cái lô micro lớn như thế này? Tại vì đây là cái lô sản phẩm mà Nam Tép nhập về trước khi bị cấm biên. Còn đến cái thời điểm này thì là không có về hàng, không thể về được. Cho nên mà hàng hầu như là rất chi là khan. Cái lô này thực sự là kể là về là bán rất lâu rồi, nhưng mà Nam Tép chờ linh kiện về để thay, để mà làm cho cái lô sản phẩm nó đẹp. Mà phải nói là thằng Nam Tép rất chi là bỏ rất chi là nhiều tiền và là công sức để được cái micro như ngày hôm nay. Thì toàn bộ những cái linh kiện để Nam Tép nhập về, ví dụ như là từ cái đít này, cái kính này, cái kính và thậm chí là cả cái lễ lắp pin này, Nam Tép đều là nhìn về các bác thay hết cho tất cả các bác. Thì là về để mà là ra được cái lô của sản phẩm này nó gần như là trên 90%. Thậm chí là toàn bộ các cái tay như thế này Nam Tép đều đã sơn lại, sơn bằng sơn tính điện rất chi là bền. Đấy, sơn lại làm đẹp hết cho tất cả các bác. Đẹp từ cái kính, từ cái nút đấy, các bác là từ cái nút nguồn này nhá. Không có cái lô hàng bãi nào mà đẹp được như hàng này, khẳng định là như thế. Vì là hầu như là Nam Tép đã làm rất chi là kỳ công và rất tốn rất chi là nhiều sức, và cái tiền để mà thay những cái linh kiện này rất chi là đắt. Vì là không phải là trên thị trường có, về cái này là những phải đặt tại bên nhà máy của hãng về, người ta gửi về thì để mà thay vào đây, để mà được cái lô micro mà nó đẹp như ngày hôm nay để mà giới thiệu tất cả các bác. Thì cái lô sản phẩm này thì toàn bộ như các bác biết ở đây là cái dòng sản phẩm này là nó là gồm có hai model, là model đây U1680 và đây U5000Q. Sản phẩm này, dòng này thì nó có, các bác không phải quan tâm vì thực ra đây là hai dòng này là một. Nam Tép không có để riêng đâu, nó là một, nó dùng chung tay chung đầu, tức là cái tay nào cũng bắt được hai cái đầu này và cái đầu nào cũng bắt được cái đống tay này hết, cho nên mà không quan tâm. Thậm chí cái tay này nó đều bắt sang được cái đầu của K300 và đầu của DMX và đầu của U4500, đều dùng chung cái tay này nhá. Nam Tép sau lô này cũng sẽ có một số U4500 cũng sẽ lên sóng, nó cũng như thế này và cũng dùng chung cái tay này luôn, nhưng mà tại vì là hàng mới về, Nam Tép đang còn đi tút lại chưa xong cho nên mà chưa lên được. Thì cái đầu này khẳng định là cái tay này nhá, nó nhắc lại là cái tay này toàn bộ cái tay này và đầu này đều dùng chung được với lại U4500. Nó đặc biệt là nó hay như thế, cho nên mà các bác nào mà nếu mà không thích dòng này mà muốn đợi U4500 thì đợi mà mấy hôm nữa Nam Tép sẽ lên U4500 cho tất cả các bác. Thì cái U4500 với cái này nó không khác nhau gì về chất lượng toàn bộ, vì là nó dùng chung mà, nó chỉ khác là cái U4500 nó hơn được cái cổng sạc pin cho các bác. Bác nào mà muốn dùng pin sạc pin sạc thì chúng ta có cái đầu đó thì chúng ta lắp vào sạc. Tuy nhiên là cái đầu của cái thằng U4500 của cái dòng mà mic sạc ấy thì nó không được nhạy cho lắm. Thực ra là nó không bị hư, nó nếu như chúng ta biết dùng thì nó cũng được. Nói chung là sạc thì pin vẫn đầy, nhưng mà lắp vào nó nhiều khi nó không ăn. Nằm theo tới trước không phải là nói xấu đâu, nhưng mà nó nhiều khi là nó không ăn. Và vừa rồi thì nó đang có cuộc điện thoại nó hơi gián đoạn một tí thì em giới thiệu tiếp. Thì cái đầu U4500 này nó cũng có cái tiện là nó chúng ta là lắp mua được pin sạc, chúng ta lắp vào đó sạc. Nhưng mà nó cũng có một cái hơi bị khó là cái là chúng ta sạc là nhiều khi lắp vào là pin nó tiếp xúc nó khá là kém. Chúng ta phải tháo ra lắp vào rất nhiều lần thì nó mới ăn được. Chính vì nó như thế nhưng mà cũng khi mà bán rất nhiều các bác lúc khi mà về lắp vào cứ tưởng là nó ăn liền, về nó không thấy báo sạc để cứ tưởng là đầu hư, nhưng thực ra không phải là hư mà phải tháo ra lắp vào, có gì là nhận ra nhận vào mãi nó mới tiếp xúc được cả hai bên, nhiều khi nó chỉ sạc được một bên. Cho nên mà ấy thì Nam Tép chia sẻ ngoài lề một tí về cái U4500 thì mà mấy hôm là Nam Tép trả lên
sau 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 đợt này khoảng 2 hôm thì em sẽ có một số lượng nó cũng ít thôi, thì nó không được nhiều như thế này. Trở lại với cái lô hàng sản phẩm này thì cái đầu này thì nó rất là tiện các bác. Nói về cái đầu thu dòng này đây, đầu thu dòng này thì nó có cả rắc sau ly và rắc cano nâu cho tất cả các bác chúng ta dùng sự kiện hoặc là dùng cho bản mixer rất là tiện nhá. Đấy, các bác không phải lo. Còn về tay mic thì đây, tất cả cái lô mic này thì bên em đã sơn lại cho tất cả các bác, nói mà nó rất đẹp, đây rất đẹp. Đấy, rất đẹp cho tất cả các bác nhá, hàng cực đẹp luôn. Đấy, sơn rất đẹp, sơn này cạo không tra đâu nhá, em sơn này sơn lại sơn xịn các bác nhá, không phải là sơn rẻ tiền. Từ cái đít nên các bác thấy không? Từ cái đít này là bên em là đều thay đấy, đều thay hàng đít. Từ cái kính các bác thấy không? Từ cái kính kính cái nút đấy. Không, đây là bọn em thay luôn đấy. Những cái nút xấu là bọn em thay, cái nút nào đẹp thì bọn em để lại. Đây, như các cái nút này là em thay này, nút này là nút cũ quá này đấy. Những cái nút này đẹp thì em giữ lại này đấy. Đấy, nút giữ này, nút này là hơi cũ, còn là bọn em thay những cái nút mới. Thì toàn bộ cái lô sản phẩm đây là khẳng định là 100 bộ nó đều đẹp như 100, không có cái bộ nào xấu, không có cái kính nào xấu, không có kính nào vỡ, không có kính nào nứt. Có thể em cam kết cho tất cả các bác đấy. Đấy, và một điểm nữa là về giá bán. Trước khi mà em nói xa hơn ở cái phần giá bán thì những cái bộ toàn bộ những cái sản phẩm này thì bên em bán là giá 2.500.000 đồng một bộ, bao ship đủ phụ kiện cho tất cả các bác, bảo hành cho tất cả các bác 1 tháng. Đấy, 2.500.000 đồng bao ship nhé các bác nhé. Về giá bán thì nó gồm có mấy loại như sau, tức là giá bình thường là bọn em bán 200.000 đồng đây. Như bọn em đã nói, cái bộ về nguyên bản nó sẽ như thế này đấy. 100 bộ về thì nó đều như thế này cả. Cái chỗ lắp pin này nó đều phải gãy hai cái máu này đấy, hai cái máu này. Cho nên mà rất nhiều bác mua về khi mà xuất máu thế này, các bác nhìn nó không ảnh hưởng gì, ngoài là không ảnh hưởng gì đến vấn đề là sử dụng, và lắp pin nó vẫn rất chi là chắc. Nhưng mà tôi nhìn là nó gãy, nhiều khi là các bác không được vừa ý đấy, còn được vừa ý đấy. Thì bọn em đã đặt linh kiện tại nhà máy, bọn em thay luôn, thay sang cái đít này đây, thay toàn bộ đây. Thì nó tất cả những cái này nó đang bằng cái máu, thì gồm nó có hai loại, là một loại đít màu đen, một loại đít màu xanh. Thì đây có hai loại bọn em thay luôn đấy, nó đều giống nhau, là nó đang còn máu nên là bọn em thay mới nhé. Còn cái cũ của nó là khẳng định là 100% là nó gãy như thế này. Các bác lên trên chợ cũng thế, mic bãi đa số đến 90%, trên 90% là nó gãy hết các cái máu này. Có những cái này nó gãy, cái nó bể cả trong, nó bể rất nhiều, nó lung tung được. Tuy nhiên là cái máu này nó sẽ không còn 100%, thì bọn em sẽ thay. Thì tuy nhiên là cái tiền mà thay cái này thì nó rất chỉ là đắt, mua đặt bên nhà máy nó không hề rẻ, cho nên bọn em cũng thay, số lượng nó có hạn. Những cái bộ nào mà bác nào mà lấy nguyên như thế này, không thay máu nhá, không thay hai cái máu này, không thay cái này, thì bọn em bán nguyên như thế này là gồm có chụp như thế này đây, chụp đen đây, chụp đen cũ của Hà nhá, theo mic nhá, bọn em về bọn em sơn lại đấy, nó như thế này, chụp như thế này, chụp đen, và tay mic bị gãy hai máu như thế này là bọn em bán 2.300.000 đồng, 2.300.000 đồng nhá. Nếu như bác nào không thích loại gãy máu này thì bác lấy sang cái này, bọn em đã thay đây. Nó còn có hai màu, màu xám màu đen này, nó đều như nhau cả thôi, nhưng mà nó có hai màu thì bọn em trước là bọn em thay cái màu đen này theo nguyên bản, nhưng mà cái màu đen này nó không đủ thì bọn em phải thay sang một số cái màu xám này. Thì những cái mà bọn em là đã thay mà nó đang còn đầy đủ máu hết như thế này, từ cái ôm pin còn bọn đẹp như thế này đấy, như thế này là bọn em bán 2.500.000 đồng, tức là bọn em chỉ lấy thêm cái tiền bọn em thay cái máng trong này đấy, cái máng mới này đấy, em thay mới tinh nhá, đấy, toàn bộ là mới hết đấy, từ trước sau. Thì cái này cũng thế, bọn em là thay đấy, thay mới tinh đấy, cái máng đợi pin này bọn em là thay. Thì là hai cái là hết 200.000, thì bọn em là bán 2.500.000 đồng, là bác nào lấy hai cái lanh pin như thế này. Còn là đấy, tức là 200.000 đồng mà nó sẽ như thế này, nguyên bản là như thế này, là máu lành và như thế này. Tuy nhiên nhiều bác lại thích đẹp hơn nữa, thì các bác
có thể nào là lấy cái chụp mới như thế này, em gọi em thay có chụp mới cho các bác luôn. Chụp mới thì bác nào lấy mà lấy chụp như thế này là 2.500.000 đồng, các bác lấy thêm một chụp mới này thêm em 100.000, tức là 50.000 một cái chụp này, là thêm nữa là 2.600.000. Bác nào lấy mà như thế này là 2.600.000. Còn nếu như nhé, đấy em nói lại cho các bác hiểu nhá, mẫu giữ pin lành và chụp mới là 2.600.000, mẫu giữ pin lành chụp cũ 2.500.000, và nếu như mà mẫu giữ pin gãy và chụp cũ là 2.300.000. Đấy, thực ra cái này bọn em bán không phải là lấy lời ở trên các cái linh kiện này, bọn em là chỉ phục vụ các bác, bác nào có nhu cầu như thế nào bọn em sẽ phục vụ như thế. Thực ra cho nên mà các bác phải hiểu rằng là bọn em bán không hề đắt, bọn em chỉ bán đúng theo giá như bọn người trên chợ, là tất cả những cái hàng như chợ mọi người bán 2.200.000, 2.300.000, 2.400.000, có khi là 2.500.000, là nó là tình trạng nó sẽ là như thế này các bác nhá. Không có ai mà nó được lành 100% như của em, là do là bọn em thay rồi cho các bác, cho nên bọn em phải tính tiền vào. Mà cái tiền này bọn em làm mua là em chỉ lấy ra vốn, chứ bọn em không thể tính lời những cái linh kiện này. Và cái này là bọn em là để nguyên như thế này, vì bọn em thay thực sự thay cái này mất rất nhiều thời gian để tháo ra, để thay toàn bộ đi. Một điều chia sẻ nữa, tại sao bọn em là phải đặt linh kiện kỳ công nữa như thế? Nếu như về bọn em để nguyên như thế này bọn em bán thì tại sao bọn em không để như thế mà bán, mà bọn em có khi để về hàng cả tháng trời bọn em mới có linh kiện về để bọn em thay được nó như thế này. Xin thưa rằng nếu em để như thế này rất nhiều bác cũng sẽ mua, mua rất nhiều, nhưng mà nhiều khi là các bác về các bác đầy giống như cái suất này. Khi các bác đặt hàng thì các bác không lấy không vấn đề gì, nhưng mà khi các bác nhận hàng các bác tháo ra thấy cái thực tế, thấy cái mẫu nó gãy như thế này, nhiều bác thấy nó không vừa mắt, không ngưng ý thì lại không nhận hàng. Nên cho nên mà cái đứa lại thiệt hại lại bên em, không nhận hàng thế là bác lại trả hàng thì hoàn hàng lại thì các bọn em lại phải nhận lại hàng và mất tiền phí hoàn chỉnh. Cho nên mà bọn em kỳ công, bọn em phải đợi những cái linh kiện đẹp như thế này bọn em thay vào, thì lúc khi các bác nhận vào cái tay như thế này em nói đúng nguyên chi là sơn lại côn zin nhé, 100% bộ toàn côn zin cả, côn zin hết, sơn lại cho các bác, và không có một cái lý do gì để các bác để từ chối hàng về ngoại hình. Nói về ngoại hình là em không có để từ chối đấy. Về phần toàn bộ những cái sản phẩm này là 100% toàn bộ, đây em có nhìn này, côn zin của nó toàn bộ không có một cái côn lai nào nhá, không có một cái côn loại khác, một loại đều côn này. Và các bác nếu mà làm, các bác nào mà đã dùng BBS, đã tìm hiểu về BBS và dành về BBS thì các bác khẳng định là cái côn này là cái côn xịn mà hiện nay là hay số 1 của BBS, không có cái côn nào qua cái côn này, em khẳng định. Bên em cũng bán những cái dòng côn khác như côn trắng cam, nhưng mà thực ra côn cũng rất hay, nhưng mà so với dòng côn này vẫn hay hơn, em vẫn thích côn này hơn, đó là em cam kết em nói thẳng. Bên em chuyên bán côn này nhá, nhưng mà cái côn này bên em không có, khẳng định là các bác thế. Rất nhiều người ở trên chợ đang bán cái côn này mà hàng bãi là 400-450 một cái, 450 một cái côn này mà côn bãi. Nên mà các bác biết là cái côn này nó rất xịn. Còn về nhiều bác còn giải đáp một số cái thắc mắc cho tất cả các bác rằng là mic này có tự ngắt hay không. Em xin rằng là lô mic này không có tự ngắt các bác nhá, nói rõ các bác này, mic này không tự ngắt. Cho nên mà nhiều bác đừng có mua về lâu khi là hỏi là tự ngắt hay không, em nói rõ là không tự ngắt, các bác xem hết video các bác hãy đặt hàng cho em nhé. Mic này là không có tự ngắt. Và thứ hai, rất nhiều bác sợ là mua mic cũ về là nó có tình trạng là bên to bên nhỏ, bên tiếng thế này bên kín thế kia. Xin thưa rằng là những cái bác mà gặp những cái trường hợp như thế, bác về thử mà mic tiếng như thế các bác không phải nhận hàng, bác hoàn lại cho em. Thì xin thưa rằng là tất cả những cái mic này là bọn em đã cân chuẩn tiếng hết, là không có cái nào mà tiếng được tiếng cái, không có cái nào bị vỡ tiếng, không có cái nào bị méo tiếng, toàn bộ là tiếng chuẩn của nó hết. Thứ hai là không có cái trường hợp là bên to bên nhỏ, là tiếng em cân ở hai bên là đều hết. Đấy, và cũng chia sẻ với các bác luôn, đây là cái đầu thu của nó. Nếu như các bác nào về gặp cái trường hợp ví dụ như là đang dùng cái dòng mic này hoặc là những cái dòng mic khác mà gặp cái trường hợp mà bên to bên nhỏ nó không đều, các bác muốn hai bên đều tiếng nhau rất chi là dễ. Đây em cũng không giống nghề, em chịu luôn cho các bác, ở trên cái đầu thu nó đều hai bên, hai tay nó đều có hai cái chiếc áp đây, hai cái chiếc áp nhỏ này. Đây, cái chiếc áp này là để chỉnh to nhỏ, chỉnh độ nhảy ở trên đầu thu. Các bác lấy một cái tua vít nhỏ các bác vặn theo cái này, lưu ý rằng là các bác để ý nhá, vặn vừa phải thôi, nếu như chúng ta vặn lớn quá nó nhẹ khó thì rất dễ hú. Đấy, chúng ta chỉ tăng một mức độ nó vừa phải, không nên tăng quá lớn mà cũng không đấy, tức là đủ hát vừa ok thôi.
Tránh trường hợp các bác là muốn nhẹ quá vặn lên rất nhẹ, hát thì nhẹ cực kỳ để xa miệng cả 20 phân vẫn bắt tốt, nhưng mà như thế nó lại hú, nên cho nên các bác phải cân đối. Vì là mic nào nó cũng thế, nó phải đánh đổi giữa cái là độ nhẹ và cái độ hú. Nếu mà nhẹ quá thì sẽ hú, nên đó là mic nào cũng thế thôi. Còn về cách chỉnh sóng, cách chỉnh dò tần số thì nó rất đơn giản. Trên đầu thu nó sẽ có hai vế tương ứng với hai tay. Ví dụ như là như thế này, tay này nó sẽ ăn theo vế bên này và tay bên này nó sẽ ăn theo vế bên này. Đấy, hai vế bên này thì cái tay, cái tần số ở trên cái tay này nó sẽ trùng với cái tần số ở vế bên này, cái bên này nó sẽ trần với bên này, tức là hai cái đồng hồ này nó sẽ chia thành hai nửa một đã có tần số. Khi mà các bác dò tần số thì các bác rất đơn giản, ví dụ như cái tay này nó đang trùng với cái bên này thì các bác không cần dò, nhưng bên này nó lệch thì các bác dò lại đến đơn giản đấy. Các bác ấn nút giữa này, bác giữ một tí nó hiện lên chữ set và bác ấn mũi tên lên xuống để cho cái số nó nhảy. Lúc nào nó cái số trên cái đầu thu nó nhảy, nó trùng với cái số ở trên màn hình đây thì các bác ấn lại cái nút giữa này một lần đó, thế là xong. Rất nhiều bác là hay tò mò là chúng ta bấm vào cái nút này nó có tác dụng là gì. Cái nút này nó có tác dụng là nó chọn theo group đấy, chọn theo group. Nếu khi mà các bác mà nhấn vào cái nút này thì cả hai bên nó đều đảo tần số hết, là nó không bắt được nữa. Cái nút này thực ra chúng ta gia đình chúng ta không cần dùng, nhưng mà đi sự kiện thì mình hay dùng. Đây em ví dụ cho em có ba bộ mic như thế này, ba bộ tai như thế này đấy, để cái tác dụng ba bộ tai này. Em muốn dùng chung một cái đầu này thôi thì khi mà chúng ta muốn dùng cái tay này thì phải dò lại tần số, dùng cái tay này phải ra dò lại tần số, cái này phải dò tần số. Tuy nhiên cái nút này nó có tác dụng là chúng ta là dò một bộ này ra đây, dò bắt xong cái này và chúng ta đặt cho nó một cái tên ở trên đây, dò bộ này bắt xong chúng ta dọn đặt cho nó một cái tên đây, và cái này cũng thế, bắt cho nó một cái tên đây. Khi mà chúng ta muốn dùng bộ này thì chúng ta sẽ bắt cái tên, ví dụ như đây số 1 thì chúng ta sẽ ấn đây số 1 nó sẽ bắt được hai tay này. Chúng ta muốn bấm về số 2 thì nó sẽ bắt được hai tay này, ấn đây số 3 thì nó sẽ ấn được hai tay này. Đấy, nó là mục đích là như thế. Nhưng mà chúng ta chỉ có một bộ tay cho nên chúng ta không dùng đến cái này mà chúng ta sẽ bỏ qua. Đó là sau đây là em cũng đã chia sẻ xong toàn bộ cái lô sản phẩm này. Xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với Nam Tech theo số điện thoại ngay trên màn hình. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.